chuyện đời. Thế mình là gì em ơi, đừng thấy trái tim của anh. Vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm, anh không ghen giờ để đi đón em đưa lên bên hồ, chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe. Và giây phút anh đưa em về, miệng thì cứ quên đôi nhau câu thề, thời gian cứ trôi sao anh chưa về, chỉ muốn nghe giọng của mình em nói. Anh chưa về.